quán cà phê Đông Kinh Tô Nực. Chung một tiệm mà trong này bán kem. Anh sẽ khiêm ngon cái nè. Cảm ơn anh. Yummy. Kem luôn. Bánh kẹp này kem. Đây thì bán cà phê với lại sinh tố đồ. Cà phê mua để chầm. Thì cà phê này ngon nhất. Cà phê này ngon lắm. Để vô máy rồi máy tự động được đổ nước sôi vô, đổ nước vô rồi chấm thôi. Thank you.
trong kinh đô nịch thì bán bánh cà phê, ở trong kia bán kem luôn. Mở đầu video, em xin chào các anh chị và các bạn, các em, các cháu đã xem video. Ông xã em vô tiệm Đông Kinh Đô Nịch để mua cà phê nặng trăm. Cà phê ngon lắm đây. Một tiệm mà chia ra bán hai nha, bán kem với lại bán cà phê luôn. Ok. Giờ này cũng 8 giờ rưỡi rồi, còn phải sáng sáng. Cũng đẹp lắm. Em đang quay đây là West Hartford.
cảm ơn các anh chị và các bạn, các em, các cháu đã xem hết video của em. Em cảm ơn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn, các em, các cháu video mới nha.